Vũ. Em ơi, em ơi. Ủa đâu cưng? Ủa sao tự nhiên đi vô nhà anh vậy? Dạ, em đi gửi ghe ngoài bãi giữ xe. Gửi ghe ngoài bãi giữ xe. Dạ, em chào anh. Rồi ghe đâu mà em gửi vậy? Hả? Gửi ghe có thẻ nè. Dạ. Có thẻ luôn hả? Cảm ơn Vũ. Rồi ghe đâu mà em gửi hay vậy? Dạ, em tưởng tượng thôi anh. Em tưởng tượng thôi hả? Thôi trả lại cho ta đi nè. Vậy tưởng có 5.000 xài chứ. Anh ơi. Dạ, chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Ồ, em có quà tặng anh luôn hả? Dạ. Sao em biết hay vậy? Em tặng cho anh. Trời ơi. Cái này con tặng cho... À, tặng cho Vũ hả? Dạ. Ủa? Cái gì vậy con? Tặng gì vậy Vũ? À, áo Vũ. Hả? Không, cái áo cho Vũ. À. Dạ, Vũ ơi, Vũ nói chuyện hờ hán quá. Ừ. Nghe sợ muốn chết luôn à. Dạ, em chào anh. Anh chào em. Dạ. Ồ, em là người Huế hả? Dạ, thưa anh, em sinh ra ở Bạc Liêu, lớn lên ở Đà Lạt, lập nghiệp ở Buôn Mê, Huế em chưa đi một lần nào. Vũ ơi, Vũ ơi. Em rất yêu Huế. À, em rất yêu Huế. Huế mộng, Huế mơ. Ai ngờ Huế đều. Ý chú trả cái anh đi. Giờ vui ghê. Anh thì giỡn mà. Anh ơi, em xin tự giới thiệu. Em tên là Thoáng. Cái tên Thoáng hả? Dạ. Tên Thoáng lắm hả em? Dạ, em xin lỗi. Cái tên Thoáng của em nó còn ảnh hưởng bởi cái tên của chị em. Tên chị em? Dạ. Làm sao? Em tên Thoáng, chị em tên Thẩm. Hai chị em siêu Thoáng siêu Thẩm. Trời. Ba mẹ em đặt tên này cũng lì lắm ha. Ba mẹ em biết đặt ghê luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ, nghe tên hai chị em là thông thoáng vô cùng luôn. Giỡn vui ghê. Em cũng giỡn vui ghê. Đau, anh đau hai lần rồi. Anh xin lỗi. Rất đau. Anh xin lỗi, xin lỗi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Anh ơi, mặc dù em tên Thoáng, nhưng cái tính tình của em không có Thoáng đâu anh. À vậy hả, đúng rồi, anh thích con người con gái vậy đó. Ví dụ như ai thích cái đôi bóng tai nè, em sẵn sàng, em lột ra, em cho. À vậy hả? Ai thích cái áo này, em cởi ra, em cho. À vậy hả? Ai thích cái quần này, em tuột ra. À! Em xin lỗi. Trời ơi, em tuột một cái anh với mọi người ở đây mù mắt luôn á. Xin lỗi mọi người, xin lỗi. Anh ơi, em không có Thoáng đâu anh. Em chỉ thương người thôi anh ơi. À. Dạ. Anh ơi, anh có muốn hỏi em làm nghề gì không anh? Em làm nghề gì nhỉ? Dạ, em là nhà thơ. Em là nhà thơ hả? Dạ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nhà thơ luôn đó. Anh rất hâm mộ nhà thơ đó. Em cảm ơn. Nhà anh... thơ mà còn đẹp nữa. Chú cha. Nè em, mạn phép em có thể làm ngay một bài thơ tặng anh với mọi người ở đây được không? Chú cha, em thích lắm, em thích lắm. Có làm khó rồi cho em không? Chú cha, chỉ mà khó nữa. Đau em ơi. Đau ngược lại đó em. Em xin lỗi. À. Quá. Dạ, em làm thơ tặng cho anh nghe. Làm liền cho anh nhé. Dạ. Ngào làm sao? Vô em. Hết. Nhỏ này chơi trò đoán hậu không mà. Anh ơi, hết cái phần hò. À vậy hả? Vô cái phần thơ. À phần thơ.
Đúng rồi, à. Phải phần thơ đi em. À, qua bên đây mới ra thơ phải không? Con cả hũ đi tu, con cả thú nó khóc, con cả lóc nó buồn sầu. Hay quá! Quá hay luôn, tiếp em! Ước chi em có cải cầu, có thêm tờ giày em ra cầu em. Em gấp tờ giấy em bỏ vô lại đi em. Ước chi em có cải cầu, có thêm tờ giày em ra cầu. Thôi được rồi thôi. Em ra cầu. Thôi. Em về tránh. Cầu em vẽ tranh mà anh. Ủa mà mắc gì vẽ tranh phải đi ra cầu dữ vậy? Em tên thoảng, em thích nó ra cầu cho nó thoảng, có sông, có suối đó anh. À vậy hả? Nhưng mà em ơi, ra đó không nên vẽ tranh. Em nha. Xin lỗi, anh không thích vẽ tranh. Sợ hiểu lầm lắm á. Dạ, em sửa lại. Cần thuốc không em? Ước chi em có cải cầu, có thêm gạo nước em ra cầu em rửa. Đê! Ê, bà bớt rửa đi. Có thêm gạo nước em ra cầu em rửa trứng. Anh ơi, cái thơ của em nó không có bậy bà đâu anh. Anh suy nghĩ nó mới bậy bà đó anh. Tại vì nó bị trùng hợp với em. Dạ. Ừ. Anh ơi, anh biết không, năm nay Thoảng 30 tuổi rồi. À. Cha má của Thoảng hội thuộc Thoảng lấy chồng ghê lắm. À. Thoảng cái sở thích là, anh ơi anh có thích được ăn món ăn của vợ nấu không anh? Anh thích một người phụ nữ tề gia nội trợ. Anh ơi, Thoảng rất thích nấu ăn. Ăn cái gì ghê vậy? Thoảng rất thích nấu ăn anh ơi. À. Mỗi lần mà Thoảng nấu xong, ai ăn thì ăn, không ai ăn chó ăn. Mà nhắc tới chó, Thoảng rất là thích chó. Thoảng có một sở thích rất là đặc biệt, đó chính là Thoảng thích tắm cho chó. Anh cũng thích tắm cho chó. Thích tắm cho chồng. Thích cho chó ăn. À, thích cho chó ăn. Thích cho chồng ăn. Ừ. Thích cho con bú. Thích cho chồng. Bê! Trời. Sai rồi em ơi, sai. Thoảng xin lỗi, Thoảng lộn. Trời ơi. Lấy lộn, Thoảng liều. Thoảng bị liều. Ờ. Thôi, Thoảng mệt quá rồi. Thoảng làm thơ cho anh nghe. Thôi. Nè, bây giờ nè. Anh rất là thích em. Anh mê mẩn em luôn đó. Bây giờ em có thể về nhà để anh viết thơ, anh gửi thơ qua tặng em được không? Chú chả, anh viết thơ anh tặng cho Thoảng. Thơ tình nè. Chú chả mà. Thoảng về đi. Ây da, cái gì vậy? Anh ơi. Anh kìa. Thoảng rất thích anh. Anh nhớ ngày hôm nay anh phải chọn Thoảng làm vợ của anh nha anh. Em thích anh lắm. Anh yên tâm đi, em hiền lắm. Một chiếc lá rơi cũng làm cho em hoảng sợ. Con kiến nó cắn em, em sẽ lấy nhẹ nó ra thôi. Em sẽ bỏ nó cho nó về ổ. Sau đó em đốt luôn một ổ. Anh ơi đừng làm em buồn, hôm nay anh phải chọn em nha anh. Em yên tâm đi, anh sẽ chọn em mà. Để anh gửi thư tình được không? Dạ em. Về về hỏi ba má nha. Dạ. Chú cha mà ơi, mất rồi. Gì vậy? Mất hết rồi. Mất cái gì? Anh thấy công tình em gìn giữ bao nhiêu năm nay. Vô đây là mất hết rồi anh ơi. Nãy giờ anh chưa có làm gì hết. Hôm nay là em con Nguyên vô đây đừng nói chuyện với anh. Một hồi là mất sạch anh ơi. Nãy giờ toàn là em làm anh không mà anh chưa có làm gì hết. Mất rồi. Cái gì mất cái gì? Cái mái chèo của em.
Hôm nay em đi dưới đó em có chèo. Anh nhớ không, em có chèo mà. Bây giờ cái máy chèo của em đâu rồi? Cái máy chèo em đây nè. Cái máy chèo. Không phải, đây không phải là cái máy chèo của em. Vậy hả? Không phải đâu anh ơi. Vũ ơi. Anh ơi. Vũ. Cái gì mà nó đang lau nhà mà kêu dữ vậy? Em chi vậy? Bây giờ. Cái máy chèo của em. Đâu? Vũ ơi. Anh đang lau nhà bà nội. Còn lại Vũ, mình quy định cái đó là máy chèo đi Vũ. Anh ơi. Cái này là cái máy chèo của em. Rồi. Vũ kỳ ghê. Vũ nó kỳ ghê. Thưa Vũ con về. Nhớ chọn em. Đang không mày? Đang mày? Ghét, tôi làm trên bộ ghét. Này chắc một tháng nữa mới ra khỏi nhà mình quá. Một năm qua, lâu quá đừng không anh. Đúng rồi em ơi. Em xin lỗi, em làm phiền gia đình. Gia đình đợi em một tí nhanh lắm. Sao em nè? Ủa chú ta? Trời ơi. Con này nó điên nặng lắm mà. Con nữ tặc này ở đâu ra? Nó nói nó bạn học mẹ. Trời ơi, bạn học con làm như là trường giáo dưỡng vậy ở đâu ra? Đó, bây giờ để vú kêu đứa thứ hai. Thôi con đã nói rồi khỏi, không có tuyển vợ cưới vợ vậy đó. Cưới chứ không cưới. Gọi ba con nói, ba con khỏi. Ủa? Đi. Mệt quá. Cái gì? Mày nói cái gì mà nói tao nghe coi. Hả? Bây giờ tao nói mày nghe. Con không có muốn cưới vợ lấy vợ gì hết á. Mày biết năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi không? Thì kệ con đi, con đã quyết định là con ở vậy rồi. Chứ bây giờ con cưới, con đụng vô ai là người ta cũng chia tay con. Mày 40 tuổi rồi mà mày muốn để cho ba mày tuyệt giống không có cháu nội hả mày? Đứng đây. Còn một tiết mục nữa, tao hy vọng là rất hấp dẫn. Giang. Dạ. Mời cái cô thứ hai vô. Có. Hỏi ba quân tú sĩ. Nó con nạt một cái thôi là nó câm luôn vậy đó. Dạ, sau đây con xin trình bày khả năng của bản thân. Trời ơi. Ai da đau, đau. Có sao không em? Không, em không sao. Em không sao. Còn nữa, cả nhà cứ ngồi yên đó đi. Thế này hay. Trời ơi. Wow, trời ơi, hay quá. Hay quá. Cục gạch đó. Nè. Hay. Wait. Mới được cái gì vậy? Bình chữa cháy. Mất dạy. Trời đất ơi, nó chửi tôi mất dạy luôn. Có sao không? Không sao. Dạ. Sau đây em xin tự giới thiệu về bản thân. Em là con gái của ba đời nhà họ Ung. Ba em là Ung Thành Trứng. Ông nội em là Ung Thành Thúi. Còn em là Ung gì? Ung Thư. Giai đoạn cuối rồi. Trời ơi, giai đoạn cuối đưa vô đây làm gì? Đau không. Khổ. À không, đó là em nói giỡn thôi. Tên đầy đủ của em là Ung Thành Thư. Nên tắt là Ung Thư thôi. Dạ, em là con gái của ba đời. Ông nội em là tổ sư. Ba em là võ sư. Con em cũng võ sư thôi vậy. Massage. Em massage hả? Dạ, nghề nghiệp của em là massage. Là em massage đá hả? Dạ, đúng rồi, đá thì gặp đó anh. Quang hô. Hay quá. Như vậy là con phước đức lắm con ơi. Tại vì ba ăn ở phước đức cho nên hôm nay con mới gặp cái người này. Phước đức là gì? Trong quá khứ ba đi massage ba bo đậm lắm. Trời ơi. Cho nên là tới bây giờ thần ứng linh gửi nhỏ này tới con đó. Được rồi, tao biết được rồi. Em anh ơi, bây giờ anh có muốn không? Em dạ bác. Không. Dạ. 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 Biểu diễn tay nghề cho nó coi liền. Mời anh. Rồi đó. Mày ra cho nó cái gì đâu mà sợ vậy? Đứng đây. Được không trời? Được. Massage hả? Massage. Ôi dạ. Ây da da da. Á. Trời ơi. Trời ơi. Ba. Ây. Ba. Ây da. Ây da. Trời ơi. Gì vậy?
xếp nữa là mất luôn con đường thiên lý rồi. Massage đi. Đây có chỗ báo nè. Thôi rồi rồi. Sao nó ghê vậy trời? Tốn tiền lắm á nghe. Anh đâu có đậu bơm xe đạp mà tốn tiền gì. Làm phát mất luôn á. Cái gì đâu mà dở quá. Mày coi tao nè. Nè. Dạ bác. Đó đó mà là cái mới mở màn thôi. Dạ, mà anh, rồi anh... tiếp tục làm cái gì nặng nhất làm cho qua. Rồi. Cái gì làm cho bác hả? Mày coi tao thể hiện nè. Ừ. Làm cho bác hả? Làm cho bác. À, được không ba? Bác bảo hiểm chưa? Không cần. Ba cái vụ này nhầm cho. Rồi mời bác vào ghế. Mời bác, mời bác. Rồi ngồi không? Dạ. Là mày coi ra. Ơi. Sao mà? Để tao thể hiện. À. Rồi. Ổn không ba? Để tao thể hiện. À. Rồi, đứng hình đó. Sao rồi ba? Đi bệnh viện, đi bệnh viện. Đi bệnh viện hả? Chứ không phải để thể hiện nữa hả? Chết rồi, chết rồi. Má, má, má. Sao, sao? Sao 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 sao? Vẫn chơi với con ba cái đùi nè, nhầm gì tao còn chịu nặng hơn nữa. Tao chịu nhỏ này nha. Mày à, con lấy nhỏ này à, có lý à. Bác ơi, vậy là bác chịu con làm con dâu rồi hả? Anh ơi, vậy là bác trai chịu rồi đó. Còn chần chờ gì nữa? Chần chờ làm gì? Mình đi khách sạn thôi. Trời ơi. Chịu chứ. Không. Anh phải chịu. Không. Anh phải chịu. Trời ơi. À. Trời ơi, sao mày mạnh tay quá vậy? Từ từ mình làm riết rồi đang lên đường luôn á. Anh ơi, đó là bài đầu thôi, bài cuối nè. Dạ. Anh ngồi xuống ghế đi. Dạ. Ba ơi, cứu con. Nè. Ba ơi, cứu con, đời con không sợ gì. Chỉ sợ... Bác kìa. Ai vậy? Kêu ba là ba vậy? Kêu anh đó. Ba, con của con. Bước lên đây con. Con này hồi nào mày không đem lên trình diện. Bây giờ hồi nào đâu. Dạ, con đẻ lén á ba. Ủa có con. Chào ông đi con. Chào ông. Chào Vũ đi con. Chào Vũ. Vũ đây. Anh chào Thành Long đi con. Chào Thành Long. Được. Rồi đi con. Ủa là sao? Ủa sao mấy người đang tuyển vợ đó là trai tân mà bây giờ ủa là sao đông lời ra một cục con nữa là sao? Là sao ai biết sao? Là sao? Tôi đâu có đâu biết sao. Là sao? Bây giờ nó có con làm sao tao biết làm sao? Mấy người giỡn mặt với tôi hả? Không phải giỡn mặt. Tôi hoàn toàn tới bữa nay tôi mới biết tôi không nè biết. Đừng có nói chuyện vậy với tôi nha. Tôi vậy mà không có chồng tôi phá bánh cái gì vậy. Trời ơi, ông ơi chạy. Trời ơi ông ơi, đi đi đi. Có chuyện gì vui vui kể nghe. Không có chuyện gì kể. Tôi nói anh nghe, mới đây mà 3 năm trời rồi. Thì đó. Nhanh quá hen. Ừ. Hồi đó bả mất là bả 59 tuổi đó. Đúng rồi, ông còn nhớ dai á. Thì tôi với anh bằng tuổi. Ừ. Anh lớn hơn bả 4 tuổi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà sao bả chết rồi mà anh chưa chết ta? Tính sao? Tôi nói chuyện hơi vô duyên vậy đó, thôi bỏ ấy. Ông mở miệng là chết chết à. Tại ai biết số chết thì tôi chứ là tại rồi, đừng có chết nữa, đừng có. Biết rồi. Nó có chuyện gì nó vui vui đi thiệt. Anh qua đây tôi khoái nhất là anh kể chuyện vui, anh hay lắm thiệt. Kể chuyện vui nghe vui. Phải anh. Cái này vui nè. Ừ. Nhìn thấy anh hút thuốc tôi nhớ cái này vui nè. Ừ. Anh nhớ ông Chính sống trên không? Ừ. Đó, hút. Hút thuốc vậy nè, rồi ho ho rồi đi rồi. Chết rồi. Mới chết mấy ngày nay à. Hút đi, hút đi. Đặng đi theo cho vui. Trời ơi, anh ông kể chuyện gì đâu, chết chết ông đừng kể chuyện chết mà vui gì vậy, chết mà vui gì ông? Không. Chết mà vui gì? Cái chết của ông Chính không vui, cái chuyện này mới vui. Cái chuyện gì? Trong cái đám ma ông vui. Đám ma tôi vui chưa hả? Thấy cái đám ma nào mà vui banh xác như cái đám ma ông Chính. Ồ vậy hả? Trời ơi, muốn mua hát về rần rần nha. Rồi nó mướn thằng siết nữa. Có siết à? Trời tôi khoái thằng siết quăng ghế. Ông qua đây ông cầm cái ghế cho tôi coi. Đây nè. Hay hay á. Tôi khoái. Tập tôi nó dở, khoái nó dở cái ghế lên á. Dạ. Đó dở cái ghế đưa lên. À. Đưa lên trên á. Đó. Xong rồi nghe nó siết hay lắm nha. Nó quăng cái ghế lên trên. Ừ quăng. Đó, khi mà nó quăng cái ghế lên trên nó vừa quăng lên á xong thằng bạn nó kêu xe mày mất rồi. Cái nó nhìn qua cái ghế đập đầu nó chết. Chết rồi. Sao có chết nó cứ quanh quẩn trong tôi không vậy? Nó nói gì trời ơi, hỏi miệng cái chết chết không ơi, sợ quá. Nó vui là cái ghế đập đầu chết.
Không, không, trời ơi, ông đừng nói vụ chết được không? Tự nhiên giờ kêu tôi ra bài xiết xiết, giờ bài cái ghế rồi tùm lum la. Nhà cửa ngoài có mình tôi, không ai dọn dẹp. Thiệt mệt ghê, xiết xiết mà cái chết. Ê, ê, ê. Cái thế này tôi nhớ rồi. Ê, sao? Thế này tôi nhớ rồi. Cái thế sao? Anh nhớ bà Tư bán bún bò không? Bà sao, bà sao? Vậy á, bà mới bị chết nước. Đứng đứng cái thế này mà chết đứng nước. Cái thế này nè, nêm nồi bún đó. Xong cái bắt đầu con chó đằng sau nó táp cái mông bà, bà nhào đầu vô, bà chết trong nồi bún. Chết. Bà bị gì? Uống nước bún chết. Trời, uống nước lèo mà chết đó. Đang đứng vậy mà con chó nó táp cái, bà cắm cái đầu vô nồi bún. Cắm vô nồi bún. Không ai phát hiện được. Đâu phát hiện cũng không kịp. Là sao? Nước lèo bà nấu ngon quá, bà nuốt hết luôn. Chết. Trời, đứng trên bờ mà bị chết đuối luôn hả? Đó, mà sao có chết nó quanh quẩn. Đây nè, cuối xuống nguy hiểm lắm nha. Đúng rồi. Đây nè, bà lớn tuổi. Mấy cái chỗ này, mấy cái dây thần kinh của mình lớn tuổi rồi. Bây giờ nó hay đau lắm, đụng nhẹ là đau nè. Đau không? Đâu, tôi còn khỏe, đâu có đau gì đâu không? Đau không? Đau khỏe mà. Đau không? Đau không? Trời ơi, tôi nói đau mà cãi. Tôi cũng yếu dữ vậy ta. Nó đau là phải đau. Ây da, ghê quá ghê quá. Sợ quá. Bây giờ, trời không dám cúi nó luôn rồi. Bây giờ dẹp cái ghế cũng khó khăn nữa. Cái này nè. Giờ nhớ. Cái thế này nè. Cái thế này sao? Thằng Năm đi đá banh. Thằng Năm đi đá banh cũng cái thế này. Thế sao? Nó vừa đưa chân nó sút trái banh. Nó sút trái banh là hở càng. Rồi sao? Thằng kia sút ngược vô đây đi luôn. Đi chết rồi. Trời ơi, sao có chết nó quanh quẩn đây hoài vậy? Bởi tôi nói nhiều cái thế dễ chết lắm mà không ai để ý hết trơn. Trời, giờ cái ghế này giờ dọn dẹp cũng khó nữa. Ông Phẻ dọn giùm cái ghế. Dọn giùm cái ghế giùm. Đây cái thế này nè. Thằng Sáu với thằng Mừ hai đứa đi nhậu. Thằng Mừ ra trước, thằng Sáu ra sau. Trời sao nữa? Rồi á, thằng Mừ á, nó ra sau, nó mới sai thằng Sáu lấy cho nó cái ghế. Nó chỉ giống vậy nè. Rồi xong nó cũng chỉ giống vậy. Thằng Mười nó lấy cái ghế đập thẳng vô cái tay, đúng không? Đập thẳng vô cái tay rồi chết đúng không? Đâu có, nó đập thẳng vô đầu luôn chứ. Nó nói mất dạy á. Bây giờ cái ghế giờ bày ra vậy. Thôi bỏ bà nó ghế luôn, dẹp luôn đi. Đó, cái này nè. Đó, thằng Tư bán kẹo kéo. Thì sao? Đó, đi bán xong nhảy Michael. Thì sao vậy? Nhảy sao? Michael nè, cũng chà vậy nè. Đó, đi xong chà xong bóp giật. Giật bị lố tai chết. Trời sao anh quá, nói chuyện tôi căng thẳng rồi, đổ hôi quá trời. Bị Michael nó mặc đồ tây, nó cứng. Cái này nó mặc bà ba mà nó giật coi ghê không? Trời ơi. Ngu. Không biết lượng sức mình. Thôi để ghế đây đại. Bỏ nó đi. Lại đây ngồi đi anh. Lại ngồi. Bây giờ ngồi cũng khó khăn nữa. Bây giờ lựa thế ngồi không biết sao, không biết. Thành sao, vụ gì? Cái thế này nè. Tôi đâu, rồi thế đó. Này sao? Lúc đầu đó là ông Tuấn á, ông ngồi trên đây. Ông ngồi trên đây là yên rồi. Tự nhiên xà xuống dưới đó nhập thổ lên tăng sông chết. Trời, ngồi như vậy ông không biết dám làm gì luôn. Ôi ông nói giờ nói bớt nói là đi uống nước chắc khát nước rồi đó. Đó cái thế này nè. Cái thế này nè, rót coi, rót đi. Thế này ai chết? Ai chết? Tôi. Chết thèm mà không dám rót. Để ông rót ông mời nó mới hay chứ. Trời ơi, kêu ông qua nhà. Ông nói hồi thét tôi không dám làm gì luôn á. Không, đừng nói nữa, làm ơn đừng có nói nữa. Đừng có nói nữa, bây giờ để tôi nói thôi. Không có nói gì hết. Ông nói cái hở là chết rồi. Không có nói gì hết. Để tôi nói thôi. Bữa nay nè, đám dỗ bà. Bà mất mới đây cũng 3 năm rồi. Hàng xóm mình còn ai đâu. Còn tôi với ông là thân tình thân thiết nhất. Hồi đó còn có bả, còn nói chuyện vui vui.
giờ còn có hai mình qua là tôi khoái nhất là rượu qua đây để làm cái gì? Hai mình ngồi uống mấy chai rượu, hút mấy điếu thuốc đó, nói chuyện vui với nhau đó. Mà nói á là hai mình phải nói chuyện gì thật vui, mà để một người nói giống bị khùng lắm. Mà sao không nói gì vậy, làm tôi nói mệt quá. À, bạn bè thân thiết hiểu qua ánh mắt mà. Cái gì? Tôi với ông hai đứa hùng mồi. Cái gì vậy ông? Cái gì? Quên. Xin lỗi, bỏ qua, tại nãy cấm ông nói, giờ nói cho nói đó. Nhưng mà phải nói câu nào có duyên tôi mới cho nói tiếp nha. Biết rồi, rút kinh nghiệm mà. Nó phải có duyên mới cho nói tiếp. Biết rồi. Nói đi. Tôi nói ông nghe, cái lúc bà chết á, là mấy năm liền ông buồn bã, ông sầu não. Con người ông hao gầy. Đó bây giờ tôi thấy chắc là nỗi buồn nguôi ngoai rồi. Ông bây giờ phải... có da có thịt hồng hào trở lại rồi. Tôi thấy có duyên rồi đó. Ông có duyên rồi đó. Hồng hào trở lại rồi. Bây giờ nói sắp nhỏ đó, kiếm cái chỗ nào chụp hình đi. Chụp hình. Đó gì? Đặng mai mốt có hình thờ. Thì đó, thì giờ sắc diện nó hồng hào lại rồi. Mà bây giờ á muốn có là phải chết rồi mà. Trời ơi. Đâu có nói chết đâu. Tôi nói có hình thờ thôi mà. Ôi trời ơi, tôi khổ quá, bây giờ không có nói gì hết. Bây giờ ở nhà giữ nhà cho tôi thôi. Ở nhà giữ nhà tôi không có nói hết. Đợi tôi ra đường tôi mua mấy xì rượu à. Lát nữa hai anh em mình về tâm sự hàn huyên nói chuyện, nhắc lại mấy kỷ niệm hồi xưa tôi với bả đâu. Cái ghế này thiệt tình á. Đó chết nước. Thôi cầm lại đi, đừng nói nữa. Tôi đi ra đường hãy nói gì nói. Khổ quá, kêu này qua căng thẳng thêm chứ không vui nhộn gì hết. Rồi ra đường rồi đó, muốn nói gì nói đi. Ra đường cẩn thận coi chừng xe đụng chết á. Ông im luôn đi. Có gì má? Cái này phải không anh? Ba ơi! Màu xanh đúng không? Ba ơi có, đúng này mà màu xanh không phải sao má? Trời đúng ơi rồi. Trời ơi, bởi em nói anh. Để đó tôi chạy qua tôi lấy. Ôi mình ơi, mình đâu rồi? Đây nè mình ơi, tôi gấp lắm mình ơi. Đây, em chẳng qua. Tôi lấy. Trời ơi, mình ơi. Mình ơi, có ai đây gọi tôi không? Đây nè. Để đứng qua lấy. Trời đất ơi. Trời ơi, mình ơi. Vợ tôi đâu rồi? Vợ tôi đâu? Em đây. Trời ơi, khổ ghê vậy. Để anh qua lấy. Trời ơi. Mình ơi, đừng giỡn mình ơi, tôi mệt lắm rồi. Em nè. Mình mày đứng lại đây. Dạ, đứng lại. Con này nhào quá. Dạ. Bà nấu cha bay đi xe không mệt rồi về đây say sống à. Làm cái gì mà chạy như tôm mình Jerry. Dạ. Dạ. Đi. Mình thấy tôi sao? Mệt mỏi. Dạ rồi. Tôi đẹp không? Trời ơi mình ơi, nay mình đẹp quá mình ơi. Cảm ơn mình. Dạ. Mình thấy em sao mình? Trời ơi. Lại quá mình ơi. Trời, em đẹp lắm phải không mình? Hai vợ chồng mình đẹp quá mình ơi. Con đẹp. Dạ, ông ngoại cũng đẹp nữa. Con đẹp hơn. Ông ngoại đẹp hơn. Con đẹp hơn. Hai ông chồng cũng đẹp. Tại mình rảnh á. Bà nụ cha bây giờ trễ giờ đi làm, không lo đi làm, đứng đó tự khen nhau. Dạ. Má dặn ngồi dọn đúng hết trơn. Mình đứng đi. Dạ, kính thưa ba. Vợ chồng con xin phép đi làm. Ôi trời. Cô ơi, rắn mà con trúng vô trong giường của ba. Cô ơi. Chết mẹ, ba thấy cái gì mà ba kêu tha thiết vậy? Ôi trời ơi, cô ơi. Chị Xuôi, tôi. Tôi mà. Cô nào đây rồi tôi? Ôi trời ơi. Ôi trời, anh Xuôi. Vậy? Ôi trời, anh Xuôi. Biết rồi. Trời ơi, anh lên khiếm ốm mà tôi không miệng đây. Trời tôi ơi. Mới lên chị à, chị khỏe không? Ủa cha tôi sao quả anh không ơi. Biết chị ở nhà. Rắn mà tôi không biết đây. Trời ơi. Ở dưới này có cái giống ôn gì mà bà quơ dữ vậy? Anh Xuôi ơi. Cái gì? Rắn mà trong nhà tôi mà anh ở chuồng. Trời ơi trời, tưởng cái gì? La làm hết hồn mà có mặt quần này ở chuồng nào? Trời ơi mà có la.
đẹp không? Màu đẹp không? Vô mặt quần vô mặt quần anh ơi. Tự tin như người mẫu vậy đó. Cái gì? Muốn mặc quần à, ở dưới quần. Quê á, ở trong nhà bận quần xà lõn nó quen rồi, gió nó luồn qua luồn lại nó mát. Được rồi, bình tĩnh lại đi, tôi vô tôi mặc quần. Bình tĩnh lại, đừng có xỉu nha. Bà mẹ nó chồng chết mấy chục năm cho coi không sướng thấy mẹ rồi. Con đi, anh nội chi mà vô hộ rứa mí, ở chung sao mà ở chung. Dạ, chào anh Suối ạ. Tôi chào chị. Dạ, ủa cha, rằng mà anh Suối lên mà không bảo trước với tôi mà biết anh lên là tôi không đi chùa, tôi ở nhà, tôi đón anh. Xin lỗi, tại vì công chuyện ở dưới vừa mần xong, tôi thấy rảnh rỗi thời gian, tôi lên tôi thăm sắp nhỏ. Dạ. Ngó vậy chứ quay qua 2 năm trời rồi nó không có gì dưới nó thăm tôi, nhớ dạ. Tụi nó tôi lên. Dạ. Ôi xin lỗi, sẵn đây cũng xin lỗi chị về cái vụ tôi vô lộn phòng nghe không. Ủa trời, không sao đó. Anh ơi, người nhà quê ngu không biết không buồn. Dạ con thưa má. Má biết sao không? Tại ở dưới quê á, cái nhà con á xây luồn tuôn hết trơn à, ba quen cái ba điên vậy đó. Dưới nãy con đi con có dặn ba vô đâu cũng được nên ba con không có biết. Má đừng buồn ba con. Dạ. Không sao đâu anh, tôi nói rồi. Ở dưới quê là như rửa đó. Có gì muộn vô thì cứ đi sùng sọc vô. Đi luôn tuần như rửa. Chứ trên ý là không. Dạ. Trong cái nhà này lại càng không anh ạ. À. Muốn vô phòng người ta mình phải gọi kêu cốc cốc cốc. Người ta cho vô mình mới vô. Chứ không mà có gì đi sùng sọc với như rửa. Nói rồi. Không sao. Người nhà quê ngu không biết không buồn. Dạ con thưa má. Dạ tại ba con hơi quê muộn tí xíu. Nhưng mà ba con không có ý gì đâu. Má đừng nói vậy tội nghiệp ba con. Con qua con kiềm chế bà nội con lại đi nha. Chứ để bà đi quá đà là ông chặt lại ráng chịu đó. Mà tao chặt là tao xả bằng rửa không đó, tao nói cho mày nghe. Dạ thôi, bây giờ để anh đưa ba đi chơi đi. Ông ngoại biết sao không? Tại vì nội của con tính hơi kỹ chút xíu. Ai mà người lạ lạ vô phòng của nội con mà chưa tắm rửa cái là ngày nội con nghe mùi khó chịu là nội con mắc ói à. Chị Vi, ông nội chị ỏi chị mà ỏi. Ba tắm chưa? Chưa, mới vừa lên nè, tao mới vừa lột cái quần ra, cái bả nhào vô tao nhào ra đó, cho tắm nào mà tắm. Đây, bả là bả cố tình bả chơi ông. Chứ không phải là ói mửa gì đâu, nghe bả cố tình dằn mặt tao, mày nghe tao nói một câu bả nuốt ngược vô nè. Con à, coi đưa má bay đi khám đi. Khám gì ba? Đưa vô Từ Vũ khám. Không chừng là cấn thai đó. Sao má con cấn được? Chắc lấy cớ đi chùa rồi gian díu với thằng nào nên giờ ói đây nè. Nuốt vô đi nghe nghe đó. Cô ấy nghe lời như một con mèo vậy đó. Đúng rồi ba. Ba mới lên Sài Gòn chơi á. Hay là để con đi con đưa ba đi tham quan vòng Sài Gòn dạ, chơi. Dạ. Tuấn ơi, trời ơi, con quên à. Sáng hôm nay là con có một cuộc họp rất là quan trọng. Dạ. Anh ơi, anh không việc nói. Hẳn là coi như là làm công ty nước ngoài ấy nè. Công ty là lớn nhất cái thành phố đi. Dạ, công ty của hẳn gọi là Yankee cũ. Vậy? Dạ, dán ký, mà dán ký khu. Thôi chồng mày bận quá, mày đưa ba đi dạ, cũng được. Chị. Dạ. Ôi trời ơi, là trời ơi. Dạ. Anh không việc nơi. Hai vợ chồng hẳn đều là làm công ty nước ngoài. Một trong những công ty lớn nhất cái thành phố này. Thằng này á, thật là mà cái công ty gọi là dán ký, mà dán ký khu. Còn có nghĩa là Sakura mà bê ta chiếm. Chị nói mà tôi hiểu được là tôi chết rồi.
đọc tiếng Anh nó cũng đọc cho đúng một chút, đừng có điệu quá phá hư cái chữ người ta hết. Không. Con tôi nó làm cái gì bộ tôi không biết sao? Thằng này là làm gian kỳ mà gian kỳ cút, mà điệu hạnh kỳ gian kỳ mà gian kỳ cũ. Còn con này là Sakura Beta Chip mà. Bóp vô chị dữ vậy, Sakura mà Beta Chim. Tào lao. Nghe cái mùi, ê, trời, ôi trời ơi, trời. Gì vậy? Ôi trời, dừng lại, dừng lại. Trời ơi, ta giết người, ta giết người, trời ơi. Sao vậy má, cái gì vậy má? Giết cây cỏ hoa lá thực vật, trời ơi. Trời ơi, sao tôi làm vậy? Lần lần mà bao nhiêu vi trùng trong bụng của ông cắt vô trong cái kỳ kiện của tôi hẳn chết. Trời ơi, tên giết người, giết cây, cỏ, hoa, lá, thực vật, trời ơi, ác, ác chi mà ác, trời ơi. Chị Xu, tôi xin lỗi chị Xu, tôi đâu có biết người thành phố mà trồng cây kỹ như vậy đâu chị. Tôi nghĩ nước này cũng đun sôi rồi, nó đâu có vi trùng đâu. Vi trùng ở trong bụng ông, vi trùng. Thôi tôi xin lỗi chị, tôi đây là lần đầu tiên mà thiệt sự tôi nói cho chị nghe, nói cho chị thông cảm cũng không phải là do tôi nữa. Tại bữa hôm qua tôi thấy có con quỷ già cái nó cắm đầu nó ói trong này nè. Má ngồi đi, má ngồi đi. Má ngồi má. Đứng hình rồi hả? Má ăn cháo đi má. Cháu ngon lắm. Ông có nói ăn cháo đi nội. Dạ. Cháu à? Dạ. Tớ sáng sớm nấu cái chí cháo lớn mị vì ai về sáng sớm mà ta đi nấu cháo. Không phải, cái này là cháo. Còn chạo là tôm người ta chả ra, người ta bó cây mía người ta nướng mới gọi là chạo. Còn cái này là cháo. Dạ dạ. Đàn bà mà không biết phân biệt thức ăn thì nấu ăn con mẹ gì. Đây, ta biết rồi, ta biết rồi. Đây, mở mắt cho to ra. Nhìn vô trong đây đi. Nè. Trong đây nè. Sao? Trong to đi nè ha. Là sao? Rồi trong đây là chảo. Chảo. Cái tô là cái tô, cái chảo là cái chảo. Chứ sao cái tô ni là trong cái tô ni là cái chảo được mà sao kỳ cục quá. Dạ. Cô dọn có đi học không? Nên sao không? Cô dọn có dạy Đặng Vân không? Có. Được rồi. Nghe đi. Rồi nghe Đặng Vân đây. Nha. Trong cái tô đi. Nằm trong cái tô đi nè nè. Nghe đi kìa. Đây, ta đặt vần cho nghe. C-H-A-O chờ áo cháo. Sát. Mà sát. Mà sát. Chảo. Mày nghe cái gì? Dạ. Mày nghe cái chảo không? Dạ dạ. Khi thế qua sẽ hạt o áo chờ áo cháo mà sạc mà sạc mà sạc cái chảo. Đâu có ra cháo đâu. Cái tô là cái tô, cái chảo là cái chảo. Sao kỳ cục cái tô mà kêu cái chảo hoài. Vậy nói tao không kỳ lộn sao được. Dạ, dạ. Thưa ba. Con kính thưa ba. Dạ. Ba thông cảm. Má con ở ngoài Trung, nhiều khi phát âm nó dạ. Vậy ba thông cảm giùm cho. Gì? Mày nói má mày miền Trung hả? Dạ. Xin lỗi mày, tao giao tiếp biết nhiều người miền Trung hai chướng khí như con mẹ mày hết á. Vậy ơi. Vi ơi. Dạ. Đây, bà nói cho con nghe. Dạ. Bà rất là thương con. Dạ, cũng thương nội. Đúng rồi. Coi như mà nếu như mà món ăn nào mà bà nấu không được thì con cứ nói con không thích ăn thì coi như là bụng ba, thì coi như ba đây ba sẽ nấu ốp lá cho con. Ba điệu hạnh làm cái gì mà ốp la thì cái ông mẹ nó ốp la ộp lá thì con. Mà răng mà không ưng ốp lá thì coi như ba đây ba sẽ có chi chiên bịt tệ cho con. Bịt tệ. Bữa tết thì cái bữa tết là bị tệ rồi mệt. Đâu mà con nhìn đổi thương quá thế con ơi. Vi ơi, coi như là lịch của con ngày hôm nay. Dạ, là bà ơi con vô học bài. Bà. Dạ. Lịch khoảng đó bà. Dạ, mẹ nó lên học má. Được. Dạ. Vi. Qua đây Vi qua đây. Tới con luôn hả má? Con Vi đi rồi là con Chi. Chi dạ. Đây. Chị ơi, dạ, là dạ. Coi như là lịch dạ, dạ coi như là con biết ngày rồi. Hôm nay là con họp với con họp với công nhân. Dạ dạ con xin phép má, giờ con lên trển con sửa soạn. Xong rồi là con chạy đi lên con họp. Dạ thưa má con lên đi. Dạ ba ở lại giữ gìn sức khỏe. Dạ.
ơi, mình gì anh? Mình ở bỏ tôi lại mình sao mình? Mình ơi, mình ở lại đây mình bảo trọng nha. À con Vi á, con Vi hẳn hẳn đi đi học. Ôi, rồi con Chi hẳn cũng đi rồi. Ai quen biết gì đâu mà nói chuyện. Không sao, con Vi con Chi. Ôi, như thế thỏa rồi, thỏa rồi. Cứ à. Trời đất ơi, tôi nói thiệt với chị xui nha, mấy ông nhà văn mà viết văn hay nhất trên thế giới thấy cái tình mẫu tử này bẻ cây bút liền, không viết được. Đẹp quá đi, thấy không? Đó mẹ kêu con mà con nó chết đứng như từ hải á. Lại đi con, lại đây đây. Não ngưng hoạt động luôn. Lại đấy, lại đấy. Não nó hoạt động lại rồi kìa. À, con nghe điện thoại xíu má. Xin, à, xin phép má. Thẳng có điện thoại ấy. Quen biết gì mà nói chuyện. Alo, tôi nghe nè mình. Sao nãy không nói chuyện rồi tiếng. Alo, ok. Anh thấy rồi. Anh thấy rồi. Nghe nha, rồi anh biết rồi, anh biết rồi. Tuấn ơi, Tuấn ơi. Dạ, con... con kính thưa má. À, vợ con trong lúc mà vội vã đi lên trên lầu lấy hồ sơ thì mới vô tình để quên cái giỏ. Bây giờ con xin phép má cho con lấy cái giỏ lên đưa cho vợ con. Dạ, đây cái giỏ đây má. Dạ. Dạ thôi cũng không làm phiền ba, không làm phiền má, trò chuyện hàn huyên với nhau. Con xin phép lên lầu đưa giỏ cho vợ con. Dạ. Con xin chào ba, con xin chào má. Mình ơi, mình hay quá mình ơi. Chị ơi, Vi ơi, Tuấn ơi. Thôi, tụi nó đi hết rồi, miễn cưỡng chi nữa, sĩ diện chi. Cứ suy nghĩ do mình ăn ở sao mà giờ này nói chuyện con cháu nó bỏ đi hết, không có đứa nào dám ngồi nói chuyện. Bây giờ bỏ cái thời gian rảnh rỗi ra, lên trên mạng kiếm cái bài của con Hồ Ngọc Hà đó, tập là vừa rồi. Cái bài đó nổi tiếng lắm, bà sắp hát bài đó rồi đó. Bài chi? Bài gì đó, bài nó nổi tiếng mà. Đêm dài mình em bật khóc. Bài đó. Vô duyên hả? Hay bài, hay ai, bài hay, bài hay. Đó, mai mốt bà còn hát thêm nữa. Đêm dài mình em bật cóc, đêm dài mình em nhảy xào, đêm dài mình em hít đất đá banh, mình em nè. Hay, hay trời ơi, trời hay, 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 ở sợ. Rồi hẳn đi hết rồi. Rồi sao? Ha? Con cậu đi hết rồi. Rồi sao? Bây giờ chỉ còn tôi và ông ở đây thôi. Bây giờ mình nói chuyện với nhau đàng hoàng, song phẳng, giống như là hai thằng đàn ông với nhau. Rồi nói đi. Bà mẹ tôi phan chiếc dép cái trẻ làm tư à. Được nhiêu mà khoe dữ vậy? Đàn bà thì mất nết. Ngồi nói chuyện suy gia nói vậy. À, nói đi, nói đi. Bà khép vậy bà nói không được hả? Muốn nói chuyện gì nói đi. Thưa ông, trong cái nhà này từ xưa đến nay là không cần đàn ông. Tôi đây, tôi vừa là đàn ông, tôi vừa là đàn bà, tôi vừa là cha, tôi vừa là mẹ. Tôi không cần ai trong cái nhà này. Trong nhà này là của tôi. Xin lỗi ông, nếu như không có tôi thì coi như là thằng là coi như là con rể, ông là con trai của tôi, không bao giờ là một tộc giám đốc bao nhiêu người kính nể. Xin lỗi ông, không có tôi là con gái của ông, là coi như con dâu của tôi, không bao giờ xinh đẹp dội dặn bao nhiêu người thèm khát nọ, bao nhiêu người ước ao còn như phụ như nọ. Xin lỗi ông, không có tôi thì là cháu gái của ông, không bao giờ năm năm nay là học sinh xuất sắc toàn thành. Xin lỗi hàng, ông hàng, không có tôi. Chị Xuân ngồi xuống đi, ngồi xuống đây hỏi thăm nè. Bộ đi chùa không có được ăn cơm, ăn hụt mít nhiều lắm hả? Hả? Sao ngồi nói chuyện không yên vậy? Hả? Ngồi bình thường nói chuyện cũng được mà, đâu có cần không có túi nè. Chi vậy? Chi? Chi? Giữ hơi lại ngang.
ngồi nói chuyện đàng hoàng. Xin lỗi ông, không có tôi. Nào nữa. Xin lỗi ông, không có tôi thì thằng cháu trai của ông không bao giờ, không bao giờ là có gì trên đời này còn đứa con nít nào chỉ 12 tuổi thôi, 12 tuổi thôi mà hắn đã đi xin. Cái gì? Thử hỏi trên đời này cha mẹ làm giám đốc cho con đi ăn mày hả? Mau mau cho nó đi xin. Trời ơi, đúng rồi, người nhà quê ngu không biết gì cả. Trời ơi, người ta nói tiếng Anh, nói tiếng nước ngoài không hiểu, nói tiếng Việt cũng không hiểu luôn. Thôi được rồi, ta dịch cho. Coi như ta nói tiếng là coi như tiếng Việt là tiếng xinh đấy, là tiếng xinh. Nhưng bây giờ người ta nói tiếng Anh đây, nha. Hắn đi du học nước ngoài, đi Singapore. Hiểu chưa? Hay quá. Học tiếng Anh kiểu này học ở đâu cho tôi học chứ? Singapore à, nói mẹ Singapore, Singapore. Đang yên ẩm tự nhiên cái dòng nào đó ập vô nhà tôi đi, trời ơi. Ôi, sao mà đau thương cái trời ơi. Ôi, cả cuộc đời tôi là có bao giờ mà làm cái chi mà ác, bây giờ lại đau thương như rửa đi trời. Trời ơi là trời ơi. Vinh ơi là Vinh ơi. Cháu tôi. Ai làm gì bà ghê? Hả? Ghê. Chủ nhà người ta đang ngồi bà đẩy xe trái cây bà ập mặt người ta. Chứ ai làm gì bà ghê? À, không có ai mà nhảy vô mà hốt kiến tự bỏ người mình rồi tự phủi tự keo nó cắn đau hết trơn. Làm gì ghê? Có thấy cũng được chứ có sao đâu. Bà làm gì quá vậy? Dù gì đi nữa tôi cũng dân nhà quê, tôi cũng dân trồng trọt mà. Coi cũng coi bưởi coi cam chứ ai coi ba cái trái tắc nó làm gì? Tôi điên nè. Bây giờ vậy nè, tôi nói cho bà nghe, tôi đã hứa với con bà với con tôi là ở lại đây chăm sóc cho bà với con Vi. Chừng nào con bà nó về tôi về. Vậy thôi. Không cần nữa. Nhà này là của tôi. Tôi là chủ cái nhà này. Tôi là chủ cái gia trang này. Tôi là Huỳnh Liêu. Tôi không cần ai chăm sóc, tôi không cần ai lo lắng, tôi không cần ai lau chùi, không cần tắm rửa. Tôi đây, tôi vẫn đẹp rạng ngời. Ơ, sạc. Đu lên. Sạc. Nặng quá nghe chưa? Ba biết rồi nhưng mà ta sạc. Sạc sạc cái gì? Bà đu lên cho tôi nặng muốn chết rồi nè. Sạc sạc. Trời ơi thì không có gì đâu mà sạc sạc cái gì? Sạc sạc. Từ trong bệnh viện ra tới đây tôi mới sạc đây nè. Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Trời ơi bệnh hoạn mà tương thân tương gì? Bây giờ bà đu lên cho để nó nặng quá đi mà trời. Ta đu nhưng mà ta sạc sạc. Đừng. Cái gì? Sạc, à, sạc là đó đó hả? Sạc hả? Thì ráng đu lên cái nữa coi gần ta. Ta biết rồi nhưng mà sạc. Sạc nữa. Sạc. Tôi chà cho nát gáo luôn. Sạc hoài. Đi mệt chết mẹ mà cứ sạc. Trời ơi. Trời ơi. Vô duyên là. Bà mới vô duyên á. Tự nhiên biểu đưa cái bóng đèn. Đưa bóng đèn xong mở cái đèn cái đứng la quảng hồn té là đè xuống rồi bà nứt xương. Ta không la. Làm gì bà la? Ta vui lắm. Trời ơi là trời. Trên đời đi. Không có người phụ nữ nào mà đau thương với tôi. Ai làm gì bà đau thương? Trên đời đi không người phụ nữ nào mà nhục nhã với tôi. Ai làm gì mà bà nhục nhã? Không nhục à. Làm gì nhục? Ta nổi rồi. Ở nhà mặc quần ống chim mày cho rộng ra đi. Đã rửa thôi. Hắn còn leo lên cao ấy. Còn tôi đứng ở dưới. Tôi nhìn lên á. Ôi trời ơi. Hắn đông đứa.
mẹ nó ảnh hưởng tới bà. Hả? Từ xưa giờ bà chưa thấy cái gì đông đưa hả? Tại bà nghĩ bậy cho nên nó mới ra bậy. Bà nhìn nó đẹp đi, bà nhìn nó nghệ thuật đi là nó sẽ đẹp liền. Bây giờ bà nhìn thấy nó đông đưa, bà nói ô, đồng hồ quả lắc thời Tây kìa. Bà nói đẹp không? Cũng bà không. Bây giờ la lên chi cho tôi đè bà nứt xương. Thôi bây giờ vậy, dù gián tiếp hay trực tiếp gì cũng là lỗi của tôi. Bây giờ mọi chuyện di chuyển nó khó khăn, đúng không? Ăn uống ngủ nghỉ toilet toilet của bà tôi lo hết, được chưa? Chịu chơi quá rồi còn gì nữa. Không, tôi không cần. Thôi đừng có sĩ diện nữa. Không, để tôi phụ cho. Già xa rồi, xương nó lâu lành lắm. Tránh xa tôi ra. Thôi mà, bỏ đi mà, cái gì vậy? Tôi không cần ai lo cho tôi. Nghe, xa ra. Một mình tôi tự lo được rồi. Cái này là bà nói nha. Được. Được. Vậy thì thôi khỏi lo, phản. Uống nước không? Ui trời ơi, uống sao không ăn chết rồi đó. Rồi uống đi. Trà này là con bà mua đó. Biết rồi. Nó nói bà má lớn tuổi rồi, uống trà này vô lợi tiểu nè. Uống đi. Không. Mua à? Không uống. Uống thôi. Cô ấy đã có tình hình nhóm nhẹ. Buồn quá là buồn đi. Ở trên này không có chuyện gì mặn hết. Phải ở dưới quê giờ này đi đánh cờ tướng hay đờn ca tài tử nó vui biết mấy. Trời ơi trời. Lên đây cũng muốn phụ cho người ta, người ta cũng không cho mình phụ nữa. Buồn gì đâu à. Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang. Hỡi cô gánh nước đường xa, còn bao nhiêu gánh nữa để qua là qua gánh giùm. Tan tình tan tinh tình tan. Ôi, như cánh đồng lúa đang kiểu vàng bông. Đó là những giọt mồ hôi của người nông dân ngày đêm trên đồng ruộng. Tại sao? Tại sao có những đàn chim lại ăn những hạt lúa đó? Dù ta không phải là người trồng ra nó, nhưng ta đâu để đàn chim ăn những hột mồ hôi của nông dân như vậy. Mình phải đuổi chim thôi. Xin lỗi bà, tôi không đi chùa, nhưng tôi không có sát sanh. Phải đuổi thôi. Chịu hết nổi rồi đúng không? Quéo cò rồi chứ vậy. Đi. Sát sanh. Sát cái sát. Hồi nãy ta bắn tầm xa, bây giờ ta bắn tầm gần nè. Đi chưa? Chịu đi chưa? Ta mần một trận đại liên nữa là xong luôn đó. Cái gì mà rần rần đó nè. No béo gì ba cái giống ôn này. Đứng lên. Cái gì? À, biết không? Ra chứ ở trong đó làm gì? Bị cái gì vậy?
vợ rồi chứ chưa thấy con nào mất nến như con này à. Trời ơi, nó đi toilet mà nó hứa. Anh chú ơi, xong, xong rồi. Xong rồi, vô liền. À, xong rồi. Wow. Đó, đó. Trời, sao thấy bắt gốm vậy? Trời, nó xuống màu quá vậy trời. Anh chú ơi. Cái gì? Tôi không kéo quần lên được. Trời ơi, vợ chết mấy chục năm rồi. Bây giờ thấy nó có xui không? Nếu xui thì xui bao lâu? Mà không giúp thì không được. Kệ. Xui gì cũng phải chịu. Làm phước mà. Thò tay ra sao? Từ từ. Nhảm hoài. Rồi. Nhắm mắt lại. Rồi. Từ từ. Tay ra sao? Đây nè, tao đang đi thụt lùi vô. Rồi, nè. Kéo lên. Kéo vô. À! Cái gì vậy? Kẹt, kẹt rồi, kẹt rồi. Trời ơi. Già rồi mặc quần lưng thun đi. Bày đặt mặc quần phẹt mơ ti à. Kẹt rồi la âm. Đu lên. Đu lên đi mà. Cái gì vậy? Sạc nữa. Đu lên đi. Biết rồi. Chứ để cái tay làm cái gì? À, cái đây là phản cách đó hả? À, đu lên cái nặng quá mà. Biết rồi mà, xa xa. Biết rồi xa. Muốn xa hơn không? Muốn xa hơn bỏ cái tay ra. Bỏ cái tay ra đây nè. Xa. 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 Xa hồn. Xa hồn. Xa hồn. Đây nè, cái gan này dài hơn nè. Chạc chạc quài. Thôi tôi đi vô à. Ngồi đó đi. Mà nói chị xui nghe. Mình là xui gia nha. Có ghét nhau cũng đừng chơi cái trò đó. Chơi trò chị. Gian dối là tôi không tôi có thích. Tôi gian dối cái chị. Tôi nói thiệt chị gian dối. Gian dối cái chị. Bây giờ chị nghe tôi nói có đúng không? Anh đợi đi. Mới nhìn từ xa tưởng bưởi năm năm rồi. Giờ đụng vô mới biết bưởi năm rồi. Heo queo hà. Thiệt mới ấn nhẹ một cái lúng cậy luôn hà. Đàn ông chi mà vô duyên. Anh xui. Ê, điện thoại. Anh xui ơi, điện thoại. Trời ơi, trời. Tự nhiên đang đẹp đẽ với tình thần con quỷ một giò. Nghe rồi. Alo. Vinh. Vinh à. Ôi chào ơi, cháu ơi, cháu ơi, sao mới làm sẵn rồi. Không sao à, rửa là bà mừng rồi. Thôi, đợt đi, xong xuôi mới đi về. Về ở với cha, với mẹ, với bà. Không ở bên nữa đi. Không lo cho bà. Bà khỏe. Ông mi à. Ông mi cũng khỏe. Ừ. Ôi bà thương, rồi, rồi, rồi. Về, 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 rửa là bà mừng rồi. Lo cho bà mi, cho bà mi. Ừ, ừ. Ui. Rửa là xong rồi. Hẳn gọi chi hết. Hẳn mà bị cái chí là tôi ân hận suốt đời. Bây giờ thương cái thân già đi. Lo cho tất cả mọi người. Bây giờ là coi như là đổi bụng. Muốn một tô chảo không có thôi. Trời ơi là trời, đổi quả đi. Không cần chi. Chỉ cần một tô chảo thôi. Trời ơi. Nhà này giống như trong truyện cổ tích ấy. Ước có một tô chảo là có liền đấy. Trời ơi, tan xong. Cần một tô chảo. Lót lòng thôi. Ta chỉ cần một ly nước thôi. Ủa cha chỉ một ly nước thôi cũng được.
Bây giờ nước lấy cũng không được, chảo cũng không xong. Sao mà đời tôi khổ chi là trời. Chỉ một ly nước thôi. Thôi đúng rồi, nhà ní là có tiên rồi. Tiên ông, nhà ní là có tiên ông. À, trời, một con quỷ già, một con quỷ già. Thứ đàn bà phản bội không? Mới gì nhìn thấy đi sủ cha nhà ní có tiên ông, nhà ní có tiên ông, lú cái mặt này coi con quỷ à. Răng lòng tôi hết hồn. Ăn cháo đi rồi uống thuốc. Được rồi, ta thèm ăn chảo ấy. Ăn đi. Nấu chảo à? Chảo đó. Rửa nấu chảo có vệ sinh không? Nữa. Thôi ăn giùm tôi cái đi rồi uống thuốc cho mau nó lành cái chân đi. Thôi để tôi đút cho ăn. Thôi nói rửa thôi. Đừng tôi bị cái chân còn bị cái tay mất. Bà không bị cái tay nhưng mà bà nhát bà không ăn. Để tôi đút cho ăn. Đừng không, người ta nhìn, người ta nhìn ốt vô. Ở nhà mình ai chui vô mà ốt vô. Không được đó. Để tôi đút không cho ăn, đừng có lo. Không. Bà sĩ diện cái gì, mệt quá xui da mà. Thôi. Nói chứ dù gì đi nữa, mình cũng là xui da. Được rồi. Tôi đút chị ăn có sao đâu. Từ xưa đến nay chưa bao giờ mà ai. Xin lỗi chị, tôi quên là chị rất là vệ sinh. Không phải, hồi xưa vợ tôi chết khi con tôi nó còn nhỏ, rồi tôi mớm cơm cho con tôi mấy năm trời. Giờ nó có con có cái rồi, sắp sửa nó có xui da rồi, cầm cái muỗng lên đút cho chị, cái ký ức nó về, rồi tự nhiên nó làm vậy á. Xin lỗi chị, tôi biết chị vệ sinh, chị sợ vi trùng mà. Ăn đi. Trời ơi, vi trùng chỉ nằm trong một cái rít, bây giờ hẳn nằm trong một cái tô à. Nó nằm trong nhiêu đây là nó tập trung, sức mạnh nó sẽ mạnh, bây giờ mình thân tán nó ra rồi nè. Đó, bây giờ tôi quậy đó, nó đang chống mặt đó, ăn đi. Nó chưa tìm được đồng bọn nó đó, ăn đi. Trên đời đi, có người phụ nữ nào mà đau thương như tôi. Trời ơi, người ta nấu cháo, người ta dâng tới họng mà còn đau thương. Trời ơi, người phụ nữ nào mà nhục. Ăn đi. Ôi, ngồi đó nhảm hoài. Đó, cả một tô vi trùng. Đâu có. Có mấy phần trăm mà. Phần trăm. Ôi, đừng có ra quên thêm bất ngờ, mà đừng nhiễm một tô vi trùng. Ngon không? Ngon rồi, từ từ ra ăn. Đàn bà con gái ăn từ từ thôi. Từ từ. Đó. Gia đình này có truyền thống húp cháo. Ô cha. Trời ơi, chưa bao giờ trên đời này mà có một tô chảo nó ô cha hẳn ngon, hẳn thơm mà hẳn béo. Nhờ tôi đổ nước sôi đó, tôi nấu nước sôi tôi đổ vô đó. Cháo ăn liền của chị mua đó. Cháo ăn liền rắn mà làm rắn mà hẳn thơm, hẳn ngon mà hẳn béo ấy. Ủa ăn rồi hả? Ăn rồi. Ăn rồi mà không thấy nó thơm, nó ngon, nó bẹo hả? Ừ. À vậy là chắc bữa nay tôi đổ nước sôi vô mà nó ngon, nó thơm, nó bẹo là tại tôi liệm ở trong đó. Thôi uống miếng sữa đi. Uống như nó có canxi cho mau lành cái xương. Sữa? Ờ. Sao vậy? Anh ơi, tôi mụ cái này là tôi chuột bụng á. Không sao, chuột bụng toilet tôi lo mà. Không, không được, tôi sợ lắm anh ơi. Có gì đâu mà sợ, uống đi. Không, tôi uống không uống được sữa. Đây là thành ý của tôi, chị uống giùm tôi cái. Tôi uống nước. Không, đừng không có được. Nước, nước cái gì uống đi. Nước cái này mà uống ăn chuột bụng ấy à. Uống đi. Không uống được. Uống đi. Uống. Còn một miếng nữa đó, uống cho hết đi. Uống đi. Uống. Đó, giỏi, bé giỏi bé ngoan nè. Đó, đâu có gì đâu, chục bụng.
hóa học của cô ấy nhanh quá. Đây, đưa vào toilet liền. Nhưng ngoan là sẽ không có sạc. Ngoan quá mà đâu có sạc được nha. Cò cò lên đi nha. Đó, đi nè. Tàng 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 tàng. Nhiều hay bắt mình học mấy cái môn mình không thích, bởi vậy mỗi lần vô làm bài thi đâu có làm được đâu, toàn là ngồi làm thơ tặng giám thị không à. Nhưng mà đúng là một điều kỳ diệu nha, bà nội của mình á quá bủa 30 năm nay rồi chưa bao giờ dám để cho bất kỳ người đàn ông nào đụng vô nội trừ ba mình, vậy mà hôm nay bà nội dám để cho ông ngoại nắm tay dìu vô phòng. Suy cho cùng là nhờ ông ngoại mình lợi hại thôi. Đúng là đàn ông đích thực. Hay dù sao thì ông ngoại với bà nội của mình không có cãi nhau nữa là vui rồi. Mình phải báo tin mừng này cho ba má mình biết mới được.